Mới đây, khoa nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết đã tiếp nhận một bệnh nhi 7 tuổi, trú tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, nhập viện trong tình trạng mệt, nôn ra máu tươi, da kém hồng, tím tái, kích thích vật vã, mắt mở to, sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng, nằm co, sùi bọt mép. Bệnh nhi được chẩn đoán, theo dõi bệnh dại. Gia đình cho biết, trước khi nhập viện khoảng 1 tháng, bệnh nhi đã bị chó cắn. Sau khi cắn chủ, chó đã chết, trẻ không được tiêm phòng dại. Chiều ngày 15 tháng 6, bệnh nhân diễn biến nặng, tiên lượng tử vong cao. Người nhà bệnh nhân đã xin các bác sĩ khoa nhi tư vấn, giải thích về tình trạng bệnh. Gia đình xin trẻ về nhà và trẻ đã tử vong tại nhà. Theo các bác sĩ, bệnh dại là bệnh gây ra bởi virus dại. Bệnh lây truyền từ động vật sang người qua dịch tiết, thường là nước bọt bị nhiễm virus dại. Hầu hết các trường hợp phơi nhiễm virus dại qua vết cắn, vết liếm của động vật mắc bệnh dại, đôi khi qua đường tiếp xúc như hít phải khí dung hoặc cấy ghép mô cơ quan bị nhiễm virus dại. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh dại là một trong những nguyên nhân khoảng 70 ca tử vong tại Việt Nam mỗi năm. Hầu hết các trường hợp bệnh dại ở Việt Nam do bị chó cắn. Khi đã lên cơn dại, động vật và người có tỷ lệ tử vong gần như là 100%. Hiện tại, không cách điều trị hiệu quả bệnh dại khi có những dấu hiệu của cơn dại xuất hiện. Tuy nhiên, bệnh có thể phòng ngừa được bằng cách tiêm vaccine phòng dại trước hoặc sau khi bị phơi nhiễm. Virus dại xâm nhập vào cơ thể thần kinh qua động vật có vú. Nó chủ yếu được lây truyền từ nước bọt của các loài động vật đã bị bệnh dại sang người qua vết cắn hoặc vết chảy xước trên cơ thể con người. Theo Cục Y tế Dự phòng, 96% các trường hợp gây ra dại ở người tại Đông Nam Á là do bị chó cắn. Tuy nhiên, cũng có một số cảnh báo bệnh dại ở người là do vết cắn của mèo, cầy, chó rừng, cáo, chó sói và các loài động vật ăn thịt khác. Những người giết mổ chuyên nghiệp cũng có thể có nguy cơ bị nhiễm bệnh khi giết động vật bị dại và xử lý phần não hoặc các bộ phận bị nhiễm virus khác. Mặc dù bệnh nhân bị mắc bệnh dại rất hiếm khi cắn người, tuy nhiên, những người chăm sóc bệnh nhân bị bệnh dại cũng nên thận trọng và cảnh giác khi chăm sóc bệnh nhân bị dại. Sau khi xâm nhập vào cơ thể người, virus dại sẽ phát triển từ lớp trong cùng của mô dưới da hoặc từ lớp cơ bắp tiến vào các dây thần kinh ngoại biên. Đây là các dây thần kinh nằm ngoài não và tủy sống. Virus sẽ di chuyển dọc theo các dây thần kinh tới tủy sống và não bộ với tốc độ ước tính khoảng 12-24mm mỗi ngày. Người nhiễm bệnh có những thay đổi về hành vi, có những biểu hiện lâm sàng khi virus bắt đầu xâm nhập vào não bộ. Thời gian ủ bệnh dại có thể từ vài ngày đến vài tháng hoặc cũng có thể kéo dài hàng năm. Có hai thể bệnh lâm sàng của bệnh dại là thể điên cuồng và thể dại câm, bại liệt. Trong đó thể điên cuồng là phổ biến nhất. Chia sẻ rõ hơn về bệnh dại, bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Trọng Tuấn, khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết. Thì nó là do một cái con virus nó gây ra. Thì con virus đó nó có tên khoa học là Lisa virus. Thì đặc điểm của con virus này á, là nó sống ở trong những cái con động vật có máu nóng, chẳng hạn như là chó, mèo hoặc là có thể là dơi, chuột thì nó cũng có. Khi mà nó sống ở trong cái những cái con vật đó thì nó sẽ làm cho con vật nó có những cái biểu hiện bất thường như là sợ ánh sáng, sợ tiếng động, rồi tăng tiết đàm nhớt, rồi kích thích, dễ tấn công người khác. Nên khi mà cái con vật nó bị bệnh dại á, nếu mà mình á, vô tình mình tiếp xúc với nó đó thì có khả năng là nó sẽ tấn công mình. Đặc biệt là những cái con vật mà gần gũi trong cái đời sống hàng ngày như là chó với mèo nè, thì khi mà nó cắn hoặc là cào cấu thì nó sẽ tạo vết thương. Thì khi vết thương có vết thương thở thì những con virus ở trong người những cái con động vật đó thì nó sẽ lây lan qua sang mình, và từ những vết thương đó nó sẽ tấn công, nó đi theo những cái dây thần kinh ngoại biên và tấn công vào cái hệ thần kinh trung ương, và cuối cùng là nó sẽ đi về não. Khi mà mình lỡ mà mình bị những cái con vật đó, chẳng hạn như chó mèo nó cắn hoặc là nó cào xước mình mà mình có vết thương á, thì mình phải lập tức á, là mình phải nhốt cái con vật đó lại, mình theo dõi và mình phải đi rửa cái vết thương đó, phải rửa dưới vòi nước sạch khoảng 15 phút. Nếu mà có xà phòng thì mình rửa bằng xà phòng hoặc là rửa bằng các dung dịch sát khuẩn như là Vicodin hay là cồn 70 độ hoặc là oxy già, mình rửa sạch vết thương. Rồi sau đó mình sẽ băng bó lại. Nếu mà vết thương chảy xước nhẹ đó thì mình không có cần phải tới sở y tế liền. Nếu mà lúc đó là nửa đêm chẳng hạn thì mình thấy thể để tới sáng hôm sau mình đi. Còn nếu mà mình có vết thương mà nó rất sâu, vết thương nó rộng, chảy máu nhiều thì mình phải lập tức đi đến các sở y tế gần nhất để cho các y bác sĩ người ta xử trí cái vết thương cho mình. Sau khi xử trí vết thương xong thì có thể là mình sẽ phải chích ngừa uốn ván và chích ngừa dại. Có
nguy cơ bị mắc bệnh dại chẳng hạn như là bị chó mèo cắn hay là có bị vết thương hở thì tốt nhất là mình phải đi chích ngừa vaccine dại. Thì khi mà mình chích ngừa thì trong cơ thể mình nó sẽ tạo kháng thể, khi mà nó tạo kháng thể đủ nhiều thì cái nó có tác dụng bảo vệ cơ thể chống lại cái con virus bệnh dại. Thì thật sự á, những cái phương pháp dân gian gần như là không có tác dụng đối với con virus dại, bởi khi mà nó đã xâm nhập vô người rồi đó thì nếu mà mình rửa sạch sẽ, vệ sinh kỹ càng á, mình sát khuẩn vết thương thì có thể là nó sẽ giảm được cái lượng virus, nhưng mà không thể nào mình chắc chắn là 100% là cái vết thương nó không còn cái con virus dại. Thì nó vẫn có thể là còn một số con virus dại nó sẽ xâm nhập vào vết thương và nó tấn công vào cái dây thần kinh của mình, và nó sẽ từ cái vết thương nó đi theo dây thần kinh, nó sẽ về não, nó làm tổn thương não. Theo các bác sĩ, bệnh dại lây từ nước bọt của động vật bị dại thông qua vết cắn và liếm. Ổ chứa virus trong dại thiên nhiên thông thường là động vật có máu nóng, đặc biệt là chó. Ngoài ra, virus dại cũng được phát hiện ở mèo, chồn, dơi và các động vật có vú khác. Ngay khi vào cơ thể, virus dại xâm nhập vào các dây thần kinh ngoại biên, chạy dọc theo các dây thần kinh tủy sống đến não bộ. Mỗi ngày, virus dại di chuyển được đoạn đường từ 12 đến 24 mm. Ngay khi virus đến não bộ, người bệnh mới thực sự có những dấu hiệu lâm sàng rõ rệt. Thời gian ủ bệnh dại có thể dưới 1 tuần hoặc trên 1 năm, phụ thuộc vào lượng virus xâm nhập vào cơ thể. Sự nhẹ của vết thương, khoảng cách từ vết thương đến hệ thần kinh trung ương. Vết thương càng ở gần hệ thần kinh trung ương như mặt, cổ, đầu, ngón tay, cơ quan sinh dục ngoài thì thời gian ủ bệnh càng ngắn. Vậy, khi bị chó cắn dù là chó lành hay chó dại cũng cần phải xử trí theo các bước sau đây. Bước 1, vệ sinh vết thương, cần tách rời quần áo khỏi vết cắn. Trong trường hợp vết cắn ở chân thì nên dùng kéo cắt bỏ phần vải tại vị trí cắn. Điều này sẽ giúp hạn chế nước bọt của động vật bám nhiều hơn vào vết thương. Rửa vết thương dưới vỏ nước sạch và chảy mạnh trong vòng 15 phút, nước ấm càng tốt. Sau đó rửa vết thương với cồn 70 độ, cồn iốt. Tuyệt đối không nên lọc máu. Không nên chà sát vết thương, tránh làm vết thương trở nên trầm trọng hơn. Bước 2, băng bó vết thương. Sau khi băng vết thương, người bệnh nên dùng các y tế phải sạch để băng bó vết thương, cầm máu, đồng thời tránh trường hợp vi khuẩn xâm nhập. Tuy nhiên, không nên băng bó quá chặt khiến máu khó lưu thông. Bước 3 là một bước rất quan trọng, cần phải tiêm phòng vaccine phòng dại. Người bệnh ngay sau khi bị chó cắn, sau khi xử lý những bước trên đây, cần để đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tiêm vaccine phòng dại ngay sau khi bị chó cắn. Lịch tiêm theo lộ trình và loại vaccine phòng dại sẽ được bác sĩ tư vấn phù hợp. Bên cạnh đó, bác sĩ cũng đặc biệt lưu ý, để đảm bảo những phương pháp khi bị chó cắn, người dân không nên làm những điều sau đây. Không đắp bất kỳ loại lá nào lên vết thương. Không chữa bệnh dại bằng thuốc đông, thuốc nam hoặc thuốc lá. Không kiêng cữ tắm rửa vệ sinh cơ thể mỗi ngày. Trong điều kiện môi trường thuận lợi, virus gây bệnh dại có thể ngủ đông từ 3 đến 4 năm. Do đó, chúng ta cần phải chủ động ngăn ngừa chúng trước những việc làm sau đây. Chủ động tuyên truyền giáo dục sức khỏe, báo cáo cơ quan thú y nơi có động vật bị bệnh dại, thực hiện đăng ký cấp giấy phép cho chủ nuôi chó mèo, tiêm vaccine dại có hiệu lực cho đàn chó mèo đạt trên 85% trong quần thể súc vật nuôi. Những người có nguy cơ bị nhiễm virus dại như nhân viên thú y, kiểm lâm, cần được gây miễn dịch bằng vaccine tế bào dại có hiệu lực bảo vệ cao, tiêm nhắc lại theo chỉ định của y tế. Tránh cho trẻ nhỏ chơi với động vật, nhất là chó mèo đi lạc. Sẽ cho trẻ tránh xác những động vật hoang dã như mèo, dơi, gấu trúc, chuồn hôi, khỉ, cáo. Nhà có vật nuôi như chó mèo cũng cần phải chủ động tiêm chủng cho chúng. Không cho chúng chạy rong ở bên ngoài vì rất dễ lây lan mầm bệnh.